Bữa nay là ngày 2 tháng 8 năm 2023, hiện giờ đang ở Di Linh, đang ghé thăm nhà của anh Ba Sang. Anh Ba Sang lấy chuối chín cây nè cả nhà. Đó, đây là chuối chín cây cho gà nó ăn, nó mổ nó ăn thấy thương luôn kìa. Gà này là gà đi bộ, gà thả vườn nè. Trong đây là một chuồng con gà mái đang nuôi con, tại vì mấy bữa nay mưa bão quá không có thả cho nó ra ngoài. Nè, con gà trắng này là con gà mua bên Thái về cả nhà, nó mới vừa gáy đó. Là hôm bữa đi Thái Lan mua hả? Mà có đi máy bay đâu có mua được. Hồi giờ anh Ba đang cho gà ăn, cho gà uống, đang cho gà uống nước. Ưu tiên cho chị em phụ nữ với trẻ sơ sinh trước. Ưu tiên cho gà mẹ với gà con trước. Đó. Anh Ba cho nó ăn bắp á hả? Bắp với thóc á hả? Anh Ba cho nó ăn bắp với thóc phải không? Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Gà vô ăn đi. Đây, đây là cái bồn chứa nước mưa. Đó, nước mưa. Nước mưa từ trên máng chảy xuống. À, đây là cái dàn hoa lan, hoa phong lan của anh Ba. Hiện giờ là mùa hè cho nên hoa phong lan chưa thấy có bông, mà mùa xuân thì có bông rất nhiều. Đây là lan giả hạt và lan khế nha cả nhà. Hiện giờ mùa hè chưa có bông nhưng mà cành lá đồ rất là xum xuê. Anh Ba là người cũng biết chơi lan rất là lâu năm. Thấy không? Đang cho gà ăn. Chỗ này mấy bữa nay mưa quá sình trơn trượt, mặc dù là đã mang đôi giày ống rồi nhưng mà cũng phải đi từ từ chứ hơi té chết. Trong đây là có hai con gà trống đang bị nhốt nữa. Gà nồi nha cả nhà, gà này nuôi để đá. Còn cái cây mà trụi trụi lá này là cây dâu để nuôi tầm. Ở ngoài kia có con thỏ nữa kìa, hai con thỏ luôn kìa. Chào hai em thỏ. Bên cạnh hai em thỏ còn có vườn phong lan nữa. Vườn phong lan trồng ở trong cái bộ trong cái nhà lưới, nhà có lưới nha. Lan này chắc lan quý. Chị Ba là người nuôi tầm cho nên là trồng rất là nhiều dâu. Đây là cây dâu nè cả nhà. Cây dâu để hái lá để cho nuôi tầm. Đây, vườn anh Ba có một cây nghệ nè cả nhà. Bông nghệ đẹp chưa? Màu vàng quá đẹp luôn. Xưa giờ cả xài củ nghệ chứ không biết cây nghệ nó như thế nào đâu trời. Chín chưa? Nè cả nhà, cây xoài nó cao có hơn đầu người, cao bằng chắc cũng cỡ 2,5 m à. Gì hai trái à. Đợt trước nó có trái nó mới cỡ này. Nè coi trái bự chưa? Đó. Là kiến đen nhiều quá cho nên là anh Ba phải bọc nó lại nè. Đây có một trái nữa. Xoài này kêu xoài gì? Xoài Thái. Xoài Thái hả? Chừng nào mới ăn được? Thì giờ ăn cũng được để cho nó chín mùi mùi chút hả?
đâu có cần 90, cái này nó... À, trời ơi, con mẹ gà này nó mổ trong đây là quá đã luôn nè. Con này thì nó quen rồi, tại mình cho nó ăn trên tay nó quen rồi. Con này lai con gà Thái chưa kìa. Hiện giờ mình đang ở Di Linh nha cả nhà. Đang đi thăm vườn nhà anh ba ở Di Linh. À, đây là cây xoài. Cây xoài cao chừng 2,5 m thôi mà có hai trái quá bự luôn. À, phải bọc nó lại chứ không thôi là chim rồi nó ăn. Trời, kiến đen quá trời. Nó nứt rồi. Thôi mày no rồi, để con. Đây là cây cà phê. À, cây cà phê quá trời trái luôn. Trong đó có mình thấy có hai trái màu đỏ. Cây ở sát bên cây cà phê là tiêu luôn nè, tiêu nó tiêu với cà phê là chung với nhau. À. Ok, đây là cây cà ri. À, xưa giờ mình ăn cà ri hoài mà bữa nay mới biết cây cà ri nó như thế này. Cây cà ri có bông màu trắng nha cả nhà, cũng cao khoảng 2,5 m. À, quá trời bông luôn. À, xưa giờ ăn cà ri mòn răng luôn mà chưa biết cây cà ri nó như thế nào. Bữa nay nhờ anh ba mới biết cây cà ri như thế nào. Ok, đây là cây sầu riêng nhà anh ba trồng ở Di Linh. Cao chắc cần cỡ 3 m thôi mà quá trời trái luôn. Để coi đếm bao nhiêu trái đây. Đó là mình hai bớt bỏ rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 trái luôn. Cao hơn 3 m mà 13 trời, trái luôn cả nhà. Mà anh ba nói là... cái gì? Hái bỏ bớt. Tại sao hái bỏ bớt? Sao không hái ăn mà hái bỏ bớt? Tại sợ nó nuôi nhiều quá rồi cái nó lão cây. Sang năm nó ít trái. À, đó là kỹ thuật nuôi sầu riêng của anh ba. À, nhìn cái trái nó bự lắm cả nhà. Trái này chắc mấy ký luôn nè. Đó, thấy không? Cái trái này mấy ký anh ba? Cái đó phải hơn 2 ký. Hơn 2 ký mà nó chưa rụng á cả nhà. Nó mà rụng chắc cũng cỡ 3 ký ha. Đó. Cây sầu riêng có cao hơn 3 m mà 13 trái. Trái nào trái nấy quá bự luôn. Đó. Đã chưa. Nè, đây có con chim cút nè. Này con gà chứ chim cút. Ông làm như tôi không biết con chim cút kìa. Con gà con mà anh ba chọc nghe nè cả nhà. Anh ba nói con chim cút. Con gà con mà nói con chim cút. Dâu nè cả nhà, cây dâu để trồng để nuôi tầm nè, lấy lá nuôi tầm nè cả nhà. À, cây dâu này nó trồng chắc cũng lâu năm lắm rồi nó mới có nhiều cành như vậy nè, đó cái gốc của nó bự luôn. À, bữa nay mình mở mang thêm kiến thức về nông nghiệp. Ok, bên cạnh những cây dâu, cây sầu riêng thì đây là một cây mít Thái nha cả nhà, chưa có trái. Cao chắc cũng 3 m à. Chưa có trái mà lá xanh lè, cành lá rất xum xuê. À, đã chưa. Đây là cây khoai mì đó, cây khoai mì nè đó. Ngày xưa lúc còn nhỏ là mình hay hái lá khoai mì xong rồi cái mình làm bông tai đeo vô lỗ tai. À, dâu nuôi tầm nè. Nó có cái trái màu đỏ nè cả nhà, mình ăn cũng được. Nó chua chua. À, vườn nhà anh ba có cây này là cây xoài thứ hai, cũng có đang hai trái xoài, một trái đang treo lủng lẳng bên đây. Một trái lủng lẳng bên đây đó. Cả nhà biết đây là cái gì không? Đây là bồn chuối nha cả nhà, đó. Bồn chuối phải lấy cái bao bọc lại chứ không thôi là chim ăn hết. Là cái trái nó còn xanh nè cả nhà thấy không? Đó, quá đã luôn. Đó, kế bên cây chuối hồi nãy cũng là một cây chuối khác cũng có buồn rồi.
mà cái bùn này nó còn nhỏ cũng phải bao lại chứ không thôi chim nó ăn.